Heyo, heyo, what's up? Chào mừng năm cho anh em đã quay trở lại cùng với Langdon đi trên kênh DM YouTube này của mình. Yes, bây giờ đang là 6 giờ 29 phút 30 phút rồi. Ngày 17 tháng 5 và ngày hôm nay chúng ta có gì đây? Ngày hôm nay thì có gì nhỉ? Linh cảm có lẽ là mình nhìn thấy một chữ hạn giờ tăng xác suất thì khả năng cao là nó sẽ có cái chiêu mộ cái gì đấy ở trong chiêu mộ. Ok, vậy là chúng ta đã biết được ngày hôm nay chúng ta có chiêu mộ Su Xanh dành cho tem ám sát bí mật. Các bạn nhìn thấy đó là Leona, là bố nuôi của Leona, đó là Hender, và anh trai cũng nuôi nốt anh trai mưa của Leona, đó là Hanzo Hattori như các bạn nhá. Ngày hôm nay chắc là chúng ta sẽ chỉ có cái này thôi, mình nhìn loáng thoáng qua có lẽ là vậy. Mình điểm danh qua một chút về hoạt động cho anh em xem nhá. Loát tình hơi lâu. Chúng ta có đăng nhập tặng đá thức tỉnh ngày cuối cùng, ngày thứ năm này. Cửa hàng siêu giá trị. À, hôm nay có thêm cửa hàng siêu giá trị. Đây có đá năng lượng bạo khí này, nguồn vận mệnh này, tinh hoa chiến hồn này, mảnh của KD, mảnh của cha, mảnh vạn năng siêu và mảnh vạn năng thường. À, ở đây còn bonus thêm một quả vé chiến bài này. Quả này ngon này các bạn này. Quả này chắc chắn là ngon này anh em đúng không? Quả này chắc chắn là ngon này, hiện tại bây giờ ở trong cái chiến bài chúng ta chưa mắc binh được đâu nên là chúng ta có vé chiến bài này khá là ngon nhá. Tiệm siêu phúc lợi thì đúng rồi, bán xu chương mộ kim cương vì ngày hôm nay chúng ta đua xu xanh của Leona nha anh em nhá. Tiếp theo chúng ta còn một cái tiệm siêu phúc lợi nữa thì đang bán vé siêu mộ trợ chiến của Hao Hát và gì nhỉ, single quả tích lũy ngày, thì ngày hôm nay đã reset sang một cái 10 ngày mới. Đây, quả tích lũy 10 ngày các bạn sẽ nhận được cái hồn hàn xương của Kula. Mỗi ngày các bạn nạp hình như là 150 XP VIP, hình như là 20.000 đến 50.000 nhỉ. Hình như là 20.000 thì sao ấy. Ở đâu? Hình như 50.000 thì phải. Nếu các bạn nạp liên tiếp trong vòng 10 ngày thì các bạn sẽ nhận được cái hồn vũ khí của Kula. Thực ra cái sự kiện này không ngon là cái sự kiện mà nạp 500.000 hay 1 triệu mấy hôm trước mà nhận được cả hồn vũ khí và cả Gonix 4 sao nữa nhỉ các bạn nhỉ. Sự kiện đó như ngon hơn đấy. Chiêu mộ tặng thêm, đây là sự kiện mà đi cùng với chiêu mộ tặng thêm Su Xanh của Leona nhé các bạn nhé. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nhận được tuyệt học, đó là quyển tuyệt học ám sát bí mật, cùng với đó là dương cái huy hiệu bảo vệ nha anh em nhé. Huy hiệu bảo vệ dành cho Shiro Amakusa này, khá là ngon. Và cái chốt cuối cùng là một cái hồn bông tai dành cho Leona. Bonus đây vẫn còn cái sự kiện tiêu phí tặng quà tận ngày hôm nay à? Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của sự kiện tiêu phí tặng quà rồi. Hy vọng rằng nếu như đúng như mình nghĩ ngày hôm nay là ngày cuối cùng của tiêu phí tặng quà thì khả năng cao ngày mai chúng ta sẽ có gì nhỉ? Khả năng cao ngày mai chúng ta sẽ có hoàn trả kim cương siêu giá trị. Đấy là mình đoán thôi nhá, mình không biết đâu các bạn. Đấy là linh cảm thôi. Ủa, mẹ xếp dương vẫn đùa 1.330 điểm. Nhưng mà cái chỗ này phải cần đến 2.000 điểm cơ mà các bạn đúng không? Cần đến 2.000 điểm thôi kệ. Này chắc là xếp dương nạp thẻ, à nạp vé vào rồi quay các bạn. Chắc là nạp vé vào rồi quay chứ còn kim cương thì vẫn thấy vậy mà các bạn. Ok, chúng ta có đại chiến lính đánh thuê mùa mới đây. Mẹ lâu lắm mà không lên được top 1 toàn top 5x 100x kia các bạn. Rút thẻ nha. Ủa mẹ giật mình tưởng rút ra đống này thì ngon quá. Có Rugal 3 sao, Yuri 3 sao, Hender 3 sao, ngon, mẹ làm phát 3 con 3 sao. Ủa, Leona 3 sao luôn. Mẹ lần này là tem hơi đẹp đấy nhở. Ủa, lần này là tem hơi đẹp đấy nha các bạn nhá. Nhớ phải điêu thôi nhưng mà lần này là tem hơi đẹp đấy. Có 3 rắn ở đây, 7.800 này. Bảo vệ được Zero này các bạn này. Lấy con Zero này là ngon này, chúng ta sẽ có thêm ta sẽ có thêm một con rắn vào đây nữa thì ngon nhỉ. Ở đây chúng ta có ba con này và ba con này. Ngon đấy nhỉ. Đây bảo vệ hàng trước là được zero này các bạn này, ngon luôn, lưu lại đã. Báo danh. Ok, hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ có zero nha các bạn nhá. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ đi rút thẻ hạn giờ ngày cuối thì nhỉ, ngày hôm nay ngày cuối này các bạn này. Ngày hôm nay là ngày cuối rút thẻ hạn giờ của Leona nha các bạn nha. Tối nay chúng ta sẽ nhận Leona về này. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? À, chiêu mộ Leona nha các bạn nha. 100 lần chiêu mộ Leona, chúng ta chiêu mộ đi nha. Xem 100 lần có ra luôn không nha anh em nhá. Nhân vật đầu tiên đó là dâu Higashi một phát này. Con Leona này nó đi duyên ngầm với con nào nhỉ?
Ủa, ra luôn anh trai mưa Hanzo Hattori này các bạn này. Ra luôn cả em gái mưa Vanet nữa. Hai lần rồi, lần thứ ba này. Chúng ta có Benny. Chúng ta có rapper Billy. Bốn lần này. Lee Sang Fei, võ thuật tuyệt thế, bắt cực đại xà Ezzy, hình như với bóng ninja là thế thân. Lần thứ năm chúng ta sẽ có ai? Chúng ta có Win, chị gái của Cà Phẩy, nữ hoàng roi già. Lần thứ sáu thì chúng ta sẽ gặp lại Single, Jabuki và một người nữa chứ? Không có. Lần thứ bảy chúng ta gặp lại Vanette, em gái mưa, và Benny Malu một lần nữa lại gặp lại chúng ta ở đây. Ui, mẹ cả thằng anh trai mưa Hanzo nữa. Mẹ phát này ba tướng liền anh em ạ, kinh vãi. Thứ 8 rồi. Mây chờ. Ờ, cái còn vai đâu. Mây thứ 9. Bùm. Vanette có cú triple kill rồi. Rồi đấy, vừa nói mây chờ thì có vai, cái có vai luôn các bạn. Mây thứ 10. Ok, và Leona. Ui, đó phải là Leona mà là Mai Shizanui nha các bạn nha. Ok, còn mốt một lần nữa ra Leona, chưa bộ nốt nha anh em nhé. Chắc chắn là ra, đúng không? Lần thứ 11, anh em nào đen đen thì sẽ ra lần thứ 11 nha các bạn nha. Vậy là chúng ta đã có lưỡi đao báo thù, tiêu diệt nháy mắt, vãi. Thực ra nó là lưỡi dao nha các bạn nhé. Leona này nó là lưỡi dao chứ không phải là lưỡi đao đâu anh em. Nó có một con dao găm nhỏ ở trên người, nếu anh em đã biết, anh em mà nhìn Leona nhiều thì anh em có thể đoán ra được. À, đây là dịch thuật sai này các bạn này. Lưỡi dao thì nó phải lưỡi đao nha các bạn nhé. Con Leona nó còn dao nhỏ nó dắt ở bên hông ấy. Quá lọ, dịch là lưỡi đao ạ. Chán đâu. Thêm một chữ thôi mà nó mất đi một cái ý nghĩa kinh khủng đúng không anh em? Vì đao với dao nó là hai cái hoàn toàn khác nhau các bạn đúng không? Ủa mẹ, hơn 4.000 mảnh. Phải cả lọ. Ở đây chúng ta có như có các sự kiện tiêu 10.000 kim cương thì mình nghĩ là vẫn tiêu được anh em nhỉ, đúng không? Tiêu 10.000 kim cương thì mình nên tiêu vào cái gì? Có lẽ là mình nên mua cái 10.000 kim cương mà anh em, đúng không? 10.000 kim cương thì chúng ta đây tiêu phí tặng quà này các bạn này. Mình nên vào mua trong cửa hàng siêu giá trị này. Nhất là mình nên mua vé này các bạn, đúng không? Đây 3.000 này, mua vé cho thằng đệ chơi. Đây là 4.000 nữa là 7.000. 7.000 mà mua với thể lực ở đây nữa 18 lần nữa. Đủ chưa nhỉ? Chưa đủ 10.000 thôi nha. Vào để xem nào. Tiêu phí tặng quà được nhiều ấy. Nói chung là nếu mà ngày nào các bạn cũng mà chơi được mắc cái sự kiện event của game ấy cũng khá là hay ấy nhờ. Nhận về nhiều phết đồ đạc, bảo sao Nick Legend Yori này khỏe càng khỏe. Vấn đề là vì bất kỳ có sự kiện tiêu phí nào hay là cái sự kiện nào cũng này cũng phải tiêu 10.000 kim cương. Ờ đã đủ 10.000 kim cương luôn anh em. Đủ mẹ 10.000 kim cương luôn. Nhận về cả má. Đây các bạn hãy nhìn vào trong cái túi này. Các bạn nhìn không? Nhiều không? Đúng không? Hai mình thể lực lớn, hook note. Hook hộp đá quý, chọn đá thần thánh nha anh em nhé. Mấy đá kia mua được đá thần thánh thì chịu chết. Cái này thì mình đang up dành cho đá tấn công, dành cho Kionet này. Hộp đá quý gỗ này. Ngón ngon nặng này. Chúng ta có 30 dư mạch vạn năng, nhận về 20, ngon đấy đúng không? Tỷ lệ là 2/3 này. 116 hộp ngon nhẹ. Giờ chắc không cần dùng cái gì nhỉ? Không cần dùng cái điểm tranh đoạt tài nguyên để mua cái nữa rồi anh em. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ up nốt Kyo nha anh em nhé. Kyo hiện tại đang ở tiềm năng bậc 63 nhỉ. Ờ đang ở tiềm năng bậc 63 nha anh em nhé. Rồi nhiệm vụ của chúng ta là sẽ up đến bậc 9 và chờ hai cái hồn vũ khí thôi. Chính ra ngày xưa nhỉ, có hồn vũ khí Kyo lại đi up mẹ tứ môn của nó đây các bạn này. Đúng không? Đây này. Ngày xưa up mẹ tứ môn của nó lên này, chính là bây giờ sai lầm đấy anh em. Bây giờ có hồn vũ khí anh em không nên up tứ môn, anh em cứ để dành lại. Vì mình cứ nghĩ là cái tựa game này là nó phải qua tứ môn thì nó mới cho up lực môn, nhưng mà nó lại không cần thiết anh em ạ. Kể các bạn không đột phá tứ môn, không đột phá ở cái bậc 10 ấy, bậc cuối cùng ấy, thì các bạn vẫn up được lực môn. Thế nó mới xì đà, mình chả thấy cái tựa game là như này cả. Đúng không? Các ông phải đi một cái trình tự đúng không? Nhất môn, nhị môn, tam môn, tứ môn, ngũ môn và lục môn. Mẹ ông chưa qua cái bước mẹ tứ môn mà ông đã nhảy một phát lên lục môn. Ảo chó thật, giống như con Gonit này các bạn này. À như con Gonit thì như cũng up tứ môn rồi.
cái lần trước ấy, khi mà mình up smack lục môn của con Gonix thì chắc các bạn biết rồi đúng không, là chúng ta đã up cái lục môn tiềm năng bậc 6 chân lửa sâu xé này trước khi mà chúng ta up cái tiềm năng bậc 4 này để lấy cái kế thừa huyền vũ, anh em hiểu không? Đó, đó lý do tại sao mình nói với các bạn là anh em có hồn vũ khí mà xác định up môn ấy thì anh em cứ để lại từ từ á, anh em cứ tống hết vào trong thức tỉnh vũ khí cũng được, anh em cứ tống hết vào thức tỉnh vũ khí cũng được cho nó ok. Vậy là chúng ta lên được tầng 5 bậc 5 đấy, là Long Mạch Công. Chúng ta lên được tiềm năng bậc 5 đấy, chuẩn không nhỉ? Đủ không? Đủ. Ui rồi, đéo đủ rồi nhá. Nói thế thôi, đủ rồi là một câu chuyện khác. Nó chỉ dừng lại ở tiềm năng bậc 4 mà chúng ta thiếu đá Long Mạch Công. Đá Long Mạch Công ở biết đâu trong tiệm này bán. Ồ, vãi lọ, đá Long Mạch Thủ ấy. Cay thật. Nó lại bán đá Long Mạch Thú với cày em. Đủ mẹ này. Đang cần công thì nó lại bán thủ ở mùa phát này. Tạo mới phát này anh em này. Tạo mới phát. Ôi ôi, đá thần thánh thủ chả có cái gì. Tạo mới một phát và cũng chả có cái gì. Cay thật. Còn cái gì cay hơn chữ đa từng anh em. Cần công thì nó bán thủ và cần thủ thì nó lại bán công. Đúng là đời. Đời không cho ai cái gì bao giờ anh em ạ. Hề luôn, đời không cho ai cái gì bao giờ luôn. Đây chúng ta có tổ đội không gian khiêu chiến, chiến đấu xong. Chiến đấu xong nó lại kích hoạt cái hình này. À, đây các bạn. Vượt 10 lần trang thì các bạn sẽ nhận được hai mảnh bạn năng siêu. Ui, ở đây mình vượt khá nhiều, thiếu khá nhiều ấy nhờ. Hình không gian, ui, nói chung là thiếu nhiều lắm anh em đúng không? Tối cao, Leona. À, hóa ra các bạn vượt cái này các bạn cũng được nhận được quà này, anh em để ý nhá. Anh em để ý cái hình không gian này nhá, anh em nhận về được khá nhiều mảnh vạn năng siêu kim cương rồi đúng không, kim cương rồi lại mảnh vạn năng thường các kiểu trong cái hình không gian này cũng nhiều phết đấy nhờ. Anh em bố trí nào để vượt leo tháp lên tầng 168 à, lên 169 đi chứ, khó nhỉ. Thì bây giờ thề các bạn nếu qua nổi cái này nào. À đấy, vừa nói xong lại đúng là đời. Có ngày ấn cật lực trăm phát kéo ra, có ngày ấn một phát thì một hai phát thì lại qua kiểu vậy đúng không? Nói chung là bây giờ đánh cái kiểu này vào một ngày hên xui các bạn đúng không? Vào một ngày hên xui thì ấn phát thì qua, còn ngày đen đen thì có chục phát hai chục phát đéo qua kiểu như vậy đúng không? Thề với các bạn, bây giờ lực chiến với cả boss này nó chỉ hên xui thôi các bạn đúng không? Hên xui chỉ là một hai con số mà thôi. Đây các bạn nhìn này, một bên lực chiến có 25 triệu, bên lực chiến 45 triệu. Thua đến 20 triệu lực chiến mà vẫn win được, à mà vẫn gọi là đánh gọi là ngang phớ, chả bao giờ mất máu rồi các bạn. Nghĩa là đánh đối thủ chỉ có thể là hòa kiểu khiêu chiến nhưng mà hết thời gian rồi anh em đúng không? Ok, có lẽ là lại không hốc được nó nữa rồi. Đấy, lại không hốc được nó nữa rồi anh em này. Chấm máu này, chấm làm gì được, cay này. Không đủ đam để sốc nó, sau này chắc phải đợi áp với cả Guenico, Smack các kiểu từ chất SP các kiểu để may ra mới hốc được qua cái tháp Orchi này các bạn đúng không? Chiến hồn ngẫu nhiên này, từ đời nào rồi vẫn dừng lại ở đấy các bạn. Lễ kỷ niệm quyền hồn hôm nay đã là ngày cuối đấy anh em tranh thủ đấy, à không phải ngày cuối, ngày năm nhưng nó vẫn còn 2 ngày nữa anh em tranh thủ làm nốt 2 ngày mà nhận về 60 sao nha anh em nhé. Về 60 sao này các bạn sẽ nhận được một cái chiến hồn ngẫu nhiên này, à nhận được một cái quyền hồn, nhận được một cái dương huy hiệu ngẫu nhiên. Ở level 40 thì các bạn sẽ nhận được một cái dương 4 sao, dương chiến hồn 4 sao. Mẹ nó đéo cho dương chiến hồn 5 sao đi, đi cho nó hấp dẫn một tí. Mẹ cho có 4 sao tù túng thật sự luôn đi em, cho có 4 sao tù túng thật sự rồi nhờ. Ok. Ủa, level 98 rồi anh em, sắp max level rồi. Hình như cái đợt này hình như là giới hạn level, như dừng lại level 99 này các bạn. Đúng không? Hình như là level 99 là sẽ max các bạn. Hình như là level 99 là nó sẽ max, nó không hơn được nữa đâu các bạn. Chiến đội vừa xúc 10 vé, tha hồ vé để chơi đúng không? Trường phái thì hình như chúng ta đang nâng cái chiến cơ vô song, không phải sức mạnh mãng xà. Chờ đấy các bạn, level 13 thiếu một ít nữa, hơn 8.000 điểm mấy này bây giờ có chơi đâu các bạn, tranh đoạt tài nguyên thì có chơi đâu, không biết lâu lắm rồi, dí một hai đội đấy xong thì cũng hình như cũng chưa thèm vào trong trung tâm gì vậy, à cũng đã vào rồi à,
không biết thủ ở đâu nữa. Mùa này còn không được nguyên soái. Được xem hạng điểm này nha. À, không ai chơi nữa. 34.000, 47.000, 49.000. Vãi lọ. À, võ quân server đây vẫn 17.000 đây. Hạng công trạng. Hôm nay 73.000. À, vẫn được nguyên soái mà sao nó không hiện ra đây nhỉ? Ở đâu nhỉ? Ơ, rõ ràng nó có nguyên soái mà các bạn nhỉ? 17.000 nó cũng có nguyên soái đấy chứ. Rồi, khoa kỹ vẫn level 3, chưa thèm level 4 nữa. Level 5. Tăng súng vừa lên. À, đây thêm một đội nữa đấy. Ôi giời, quên mẹ nó thiếu rồi. Thôi, để dành vậy, nhờ. Hết cái để chơi chưa? Hết cái rồi đấy các bạn. Hết cái để chơi rồi đấy, đúng không? Hết cái để chơi rồi đấy. Và lại còn bài đấu trường lên server đi. Ủa, lại mất chuỗi à? Lại không có chuỗi à? Qua lại thua trận đéo đó mà lại mất chuỗi nhỉ? Qua lại thua trận nào? Chiến thắng cái gì? À đây lại thất bại. Thất bại 2 ngày trước. Để nhẽ 1, 2, 3, 4. À 4 trận nó chưa tính là chuỗi anh nha. 4 trận chưa tính là chuỗi à? 4 trận chưa tính là chuỗi à? Ờ, sắp tới mình có lẽ mình thay được con Init này đi được. Đúng không? Con Init này có cái vẹo gì so với con Leona đâu nhỉ? Thử nhé các bạn. À, nó là cái sói. Đấy, thua cả con Eorizi. Thua cả con Eorizi. Nhưng mà bù lại nó lại được cái sói. Nhưng vấn đề là nó có đâu cần đến cái sói đâu các bạn. Đúng không? Chúng ta đánh cái đội hình thứ hai là đã là mắc bêu lắm rồi. Ông nào mà bịp được cái đội hai cái đội hình đầu tiên của Legend Body đã là khủng khiếp lắm rồi. Đến squad còn không bịp được nữa thì ai bịp được với anh em. Ui, squad lên nhanh phết đấy. 11.12 năng lượng ban đầu rồi thì anh em được. Cứ nghĩ là ít nhưng mà lên nhanh thật. Thua Legend Body có đâu đó tầm khoảng 0.8 à. 0.8, 0.9 nó tương ứng với tầm khoảng ở đâu nó 0.08, 0.9 các bạn đúng không? Từ nguyên tôi có tầm khoảng 1-2 con boss rồi. 1-2 con đằng đỏ. Nó là 1-2 con boss thì nó hơi sai. Thì tầm khoảng 1-2 con đằng đỏ rồi. Orchi có lẽ là mình mấy lần mình bảo các bạn là nâng con Orchi lên một tí nhưng mà chưa có thời gian để mà nâng đúng không? Dạo này chúng ta đang tập trung up cái lục môn dành cho con Kionet. Đang tập trung up lục môn dành cho Kionet trước. Để sẵn chờ kiểu nháy nha. Dạo như kiểu là nhiều khí nháy chờ sẵn gọi là quyết định công bố cái là chốt luôn. Kionet cũng vậy, chúng ta đang chờ gọi là khí nháy thôi. Chỉ chờ ra hồn vũ khí, đôi cái hồn vũ khí nữa là lên lục môn luôn. Là chốt luôn. Cho đỡ sốt ruột anh em hiểu không? Thì xác định kiểu gì cũng lên lục môn Kionet mà. Kiểu gì cũng chốt mà anh em yên tâm đi đúng không? Sau đó thì chúng ta lại quay về up cái gì nhỉ? Up con Leona. Thì con Leona đã lên phẩm đỏ rồi anh em. Con Leona vẫn chưa lên phẩm đỏ nhé. Còn chưa kể cuối tháng hôm nay 17 rồi. Cuối tháng chúng ta còn gì nhỉ? Có con 5 led nữa cơ. Xong rồi sang tháng lại còn sinh nhật. Nó lại còn nhiều cái mà chúng ta cần đến tài nguyên rất là nhiều. Ta mới nghĩ là như vậy. Anh em cứ tích cóp dần đi. Bản thân mình nghĩ là anh em cứ tích cóp dần đi. Nó không thừa đâu. Chắc chắn là sinh nhật thì nó phải làm to to một tí đúng không? Để nó để tao thất vọng. Bây giờ cả năm mới có một ngày sinh nhật. Chưa biết có đến cái sinh nhật thứ hai hay không. Rất nhiều ông dự đoán là khả năng con game này không đến cái sinh nhật lần thứ hai. Chúng ta cùng chờ đợi xem những cái tiên đoán đến từ những gọi là vị gì nhỉ? Tiên tri vũ trụ như thế là có chính xác hay không. Bản thân mình nghĩ là cái tựa game này về sau nó khá là hay khi mà có sự xuất hiện của thêm những cái tư chất mới. Nó kéo game đi lên cho anh em có động lực. Với là hai nữa là hy vọng nó sẽ ra thêm một vài cái tính năng hấp dẫn nữa. Một vài cái hoạt động hấp dẫn nữa dành cho anh em thì cái tựa game nó sẽ kéo anh em rất là nhiều, rất là lâu và xa. Ít nhất là mình nghĩ phải mẹ qua hai cái mùa khoai sọ như kéo gì một mùa khoai sọ mà các ông đấy mẹ mày chù ẻo các ông đấy mẹ. Bảo là mẹ chắc được nốt cái sinh nhật, có ông còn bảo có khi còn kéo đến được sinh nhật. Nhưng mình nghĩ là sinh nhật bét nhất nó phải hốc được cái sinh nhật chứ các bạn, đúng không? Một cái sự kiện to như thế, chả nhẽ lại mẹ không hốc được cái sự kiện sinh nhật, mẹ kiếm chắc được tí, đúng không anh em? Ok, cái clip này mình cũng xin phép tạm dừng lại ở đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe, ủng hộ cho kênh DM YouTube này. Cũng như comment nhiệt tình với video clip này để anh em tương tác với nhau và ủng hộ cả Legend Yori trên con đường gì nhỉ? Hành tẩu với tựa game quyền vương chiến.
một con đường lại gọi là giữ top 1 khá lâu rồi, đúng không? Lâu lắm rồi, mình nhớ là chắc là phải tầm khoảng 6 đến 8 tháng gần đây là không ai có thể bật được Legend Yori nữa rồi nhỉ. Lâu lắm rồi, một cái khoảng thời gian khá lâu rồi, giữ top khá lâu rồi ở trên đỉnh cao của sự cô đơn, đỉnh cao của tựa game lâu lắm rồi anh em ạ. Ok, bye bye. Nhận phòng chống dịch nha anh em nhá. Đấy, mẹ nhắc đi nhắc lại, vẫn phải phòng chống COVID nhá. Ra ngoài nhớ đeo khẩu trang và kháng khuẩn các kiểu anh em nhá. Bye bye. こっちだ。シャラ。いや、俺。黒だ。真っ黒。オムラ。シーバスを受け。